Rồi, ở đây là một số lưu ý là thông thường người ta thường đặt phần tiêu đề hàm, tức là nguyên mẫu hàm trên hàm main, và phần định nghĩa hàm là người ta viết ở dưới, tức là ở đây nè, là anh thấy là em viết những cái hàm nhập n tính dây thừa tính tổng là em viết, em khai báo ra rồi em định nghĩa luôn là em là viết viết khối lệnh cho nó luôn anh, là ở trên main. Còn bây giờ em sử dụng là nguyên mẫu hàm, tức là em ở trên đây là em chỉ khai báo hàm thôi. Ví dụ ở trên đây em chỉ là khai báo hàm. À, nó sẽ cho mình tạo câu lệnh đây. Để em copy. Đây nè, là ở trên đây em chỉ khai báo hàm thôi. Thì cái này người ta gọi là nguyên mẫu hàm. Nguyên mẫu hàm. Rồi xuống dưới đây á, là em mới định nghĩa. Định nghĩa cho những cái hàm mà em đã khai báo ở trên hàm main anh. Thì thường người ta sẽ làm cách này nhiều hơn. Đây nè. Cái này người ta gọi là nguyên mẫu hàm. Rồi. Cái hàm trị hàm chiếu thì nãy giờ em đã có kiểu như em giải thích rồi. Hàm trị hàm chiếu là nãy giờ em giải thích rồi. Rồi. Tiếp theo là tới phần nạp trong hàm. Tới phần là nạp trong hàm thì cái này em chắc phải khai báo một cái concept mới làm trên đây nó gói lắm. Hết. Rồi bây giờ qua nạp trong hàm là ở đây em đặt vấn đề giả sử với chương trình tìm hai số lớn nhất, tìm số lớn nhất từ hai số AB, thì ở đây em có một cái hàm mắc, bây giờ em định nghĩa hàm mắc này luôn, in mắc in equal trên về là IA mà lớn hơn IB thì lúc này là lớn hơn thì trả về là IA, còn trường hợp ngược lại thì là IB. Thì ở đây là em xét nè, thay vì anh xét là nếu IA mà lớn hơn IB thì lúc này á, là nó sẽ ghi tên về IA, còn trường hợp ngược lại thì nó sẽ ghi tên về IB, ghi tên về IB. Đây nè, là XL đó anh. Đây nè, là nếu như mà A mà lớn hơn B thì trả về giá trị lớn nhất là A, còn ngược lại thì trả về giá trị lớn nhất là B, đúng không anh? Nhưng mà ở đây cái L làm như thế này thì nó sẽ gọi là hơi hơi kỳ kỳ, tức là kiểu như ở đây là trình độ level 1. À, level 1. Bây giờ là ở đây là level 2. Em bỏ luôn cái L mà ở dưới đây là em ghi tên B luôn. Là bởi vì nếu như nó rơi vô trường hợp là A lớn hơn B
Ví dụ như em nhập vào là A là 1, B là 2. Vậy lúc này A không lớn hơn B thì nó sẽ không chạy vô cái if này, mà nó xuống cái đó, nó không chạy vô if này, nó sẽ xuống câu lệnh là cái dòng 22 thì nó sẽ trả về B, tức là trả về 2. Còn nếu như trường hợp mà em nhập vào là A là 2 mà B là 1 thì nó gửi cho trường hợp cái if này là lớn 2 lớn hơn 1 thì nó sẽ ghi tên là ghi tên về A, tức là ghi tên về 2 ngay chỗ này luôn rồi. Là nó kết thúc câu lệnh ngay chỗ này thì nó đâu còn chạy xuống đây, thì mình đâu cần nhớ cái em đâu. Nó dư thừa. Cho nên là cái này là nâng cấp lên tí xíu là làm ngắn gọn hơn, nhưng mà nó giống như ý nghĩa như thế này luôn. Cách này là cách viết dài dòng, còn cách viết này là ngắn gọn hơn. Còn nếu như anh xài toán tử ba ngôi á, thì toán tử ba ngôi là nó sẽ cú pháp như thế này nè. Là biểu hút 1 chấm hỏi, rồi là biểu hút 2 chấm hút 3. Thì lúc này là biểu hút 1, nếu như trường hợp biểu hút 1 là đúng, là có dấu chấm hỏi nè anh, là cái này là cú pháp của toán tử ba ngôi đó. Thì trường hợp là biểu hút 1 đúng, tức là trả về chung, thì nó sẽ trả về là biểu hút 2. Còn nếu như là biểu hút 1 trả về false thì lúc này là nó sẽ trả về biểu hút 3 đó anh. Thì biểu hút ở đây á, có thể là một giá trị nào đó, có thể là một nguyên cái biểu hút so sánh, hoặc là một biến nào đó. Thì nói chung là một giá trị khác không là nó trả về chung, một giá trị là không thì nó sẽ trả về là false anh. Còn biểu hút 2 thì cũng là có thể là một con số, một value, tức là một biến, một kiểu dữ liệu nào đó, hoặc là một hằng số. Thì ở đây là biểu hút 2 và tương tự biểu hút 3 giống như vậy. Thì ở đây em có một cái biểu hút thứ nhất là biểu hút này là em so sánh A lớn hơn B hay không. Nếu như A lớn hơn B là đúng, là A lớn hơn B thì nó sẽ trả về là A, tức là giá trị lớn nhất là A. Còn nếu như mà A lớn hơn B là không đúng, tức là sai, là trả về false, thì lúc này á là nó sẽ ghi tên về IB. Ok anh, ở đây được rồi, tốt tử băng Được, luôn. được, Ok anh, cái này là level 3. Level 3. Level 3 là chỉ cần một dòng lệnh thôi. Còn ở đây thì ở trên đây nó, cái này thì tới 4 dòng. Cái này thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dòng. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này 5 dòng, còn cái này chỉ một dòng thôi. Viết ngắn gọn là tìm max của hai số. Rồi ở đây kết quả là biến max sẽ bằng 8 nếu hai dòng lệnh. Nếu như em nhập vào ở đây là sử dụng hàm main như thế này thì max em truyền vào là 7 và 8, thì số lớn nhất sẽ trả về là 8. Còn nếu hai dòng lệnh đi max 7.8 hình là in max bằng 7.5 và 8.7 thì kết quả sẽ ra là 8, đúng ra là 8.7. Vậy ở đây em sẽ in ra là in i max sẽ bằng là max. Em viết hoa để không nó trùng cái hàm của chương trình. Em vào 7, 8 thì lúc này là biến max trở về là 8. Đây nè, ra là 8 nè. Nếu như em truyền vào là 7.5 và 8.7 thì lúc này nó sẽ ra, vẫn ra là 8. Vẫn ra là 8. Đây vẫn ra là 8 là bởi vì em lấy kỹ số nguyên. Đó. Và ở đây nè, là hàm 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 mắt em thiết kế là ở đây nó nhận vào là kỹ số nguyên nè. Đây nè. Cho nên cho dù em khai báo là 7.5, 8.7 hơn nữa, nhưng mà vô đây nó lọc ra là còn có 7 với 8 thôi, tại vì ở đây em khai báo kỹ số nguyên. Cho nên lúc này á, là em muốn sử dụng cái hàm mắt này mà kiểu số thực á, em phải khai báo thêm một hàm nữa. Là gọi là double, cái double, cái dữ liệu là double là kiểu số thực. Rồi thì lúc này
gọi là D, còn ở trên đây là Y là kiểu số nguyên, mình đặt tên hàng nó khác. Hay cái này là D, thì lúc này nó nhận vào kiểu vẫn là kiểu số nguyên, nhưng mà trường hợp ở đây em sửa là kiểu double đi. Nhưng mà nếu như kiểu double mà em sử dụng Y đây nè, mặc dù em khai báo cái biến mắc này á là kiểu dữ liệu là kiểu double, là kiểu số thực, và ở đây em truyền vào là 7.5 và 8.7 luôn, thì đáng lý nó sẽ ra là 8.7 8.7, nhưng mà nó vẫn ra 8 là bởi vì cái hàm y mắc này em thiết kế là hai cái này là hai hàm số này là kiểu số nguyên, cho nên nó nhận vào là 7 với 8 thôi. Ở đây ví dụ em xuất ra nè là y sẽ bằng, cái này em demo thử thôi nha, chứ hàm này mà xuất ra trong đây là sai á, sai nguyên tắc, sai phong cách lập trình. Đây nè anh, đó, nó nhận vô là 7 với 8 rồi anh. Tại vì hai cái này là hàm số mình nhận vào là kiểu số nguyên. Đó. Thì trường hợp mà ở dưới đây là hàm số thực thì em thay đổi lại thì nó nhận vào là kiểu số thực và trả về là trả về kiểu số thực luôn. Thì ở đây em xuất ra nó sẽ nhận đủ là 7.5 và 8.7, và đồng thời cái biến mắc này phải là kiểu dữ liệu kiểu double, thì lúc này nó nhận hết thì nó sinh ra là 8.7. Em sửa lại ở đây là hàm chữ D. Đó, nó ra 8.7 nè. Và ở đây là A, B, A là sẽ bằng là 7.5 và B sẽ bằng là 8.7. Ok, cho em giảng hơi nhanh. Ok anh, hôm bữa là mình học tới nạp chồng hàm đúng không anh? Là em có demo hàm nhận vào là số nguyên và nhận vào số thực. Tức là ở đây nếu như mà em thiết kế là cái hàm y mắc là so sánh hai số, là tìm hai số lớn nhất trong hai số là A và B, thì nếu như là số nguyên thì em sẽ truyền vào số nguyên, nhưng mà khi mà em xài sử dụng cho số thực thì lúc này em phải thiết kế thêm một hàm nữa là trả về số thực và nhận vào là nhận vào số thực, thì nó mới lấy số thực và nó so sánh rồi mới trả về là số thực được. Thì cái này nó sẽ bị bất tiện, tức là bây giờ ở đây là kiểu số thực là kiểu double, giả sử như em bây giờ em xài kiểu plot, plot thì vẫn được đi. Plot. Đây em chạy lên. Kiểu plot thì nó vẫn ok. Đó. Nhưng mà ví dụ như em xài một cái kiểu dữ liệu nào đó nữa khác nữa. Ví dụ như là cái này là plot này. Em thiết kế là plot F max là plot thì plot IB. Thì ở đây là kiểu double, kiểu F đây nó sẽ lỗi nè, là bởi vì á, kiểu plot á, là độ chính xác của nó là độ chính xác đơn, mà trong khi đó ở đây là cái biến y mắc này em khai báo ở hàm main là kiểu double, cũng là kiểu số thực, nhưng mà nó là kiểu double là độ chính xác kép, mà hàm F mắc này á, là nó nhận vào là hai số, là hai số plot, hai số plot là hai số thực thì nó nhận, nhưng mà khi nó trả về là trả về kiểu float, thì kiểu float là nó không tương thích với kiểu double nè, thì lúc này nó sẽ bị lỗi, bị lỗi đó. Cho nên là ví dụ như em xài kiểu float em phải có riêng một cái hàm là trả về kiểu float thì lúc này nó mới nhận được. À yeah, hồi nãy em đặt sai tên chứ. Kiểu double, ở double nó vẫn nhận, nhưng mà cái độ chính xác của nó sẽ không bằng anh. Tức là ví dụ như bây giờ là y mắc nó có thể chứa là tối đa là 19 số hợp phân, mà trong khi đó là hàm f mắc này á, là nó trả về giá trị là tối đa chỉ có là 7 hoặc cho là 10 số hợp phân thôi, thì lúc này là kiểu này nó muốn nhận 19 số hợp phân cũng không được, là bởi vì hàm này nó trả về là kiểu float rồi, con để bị một tiết kiệm này cho nên nó bị bất tiện. Thì lúc này em phải thiết kế cái gì, một cái hàm double, vậy là em phải có tới ba hàm kiểu này, thì lúc này nạp chồng hàm nó sẽ ra đời. Là trong trường hợp trên ta phải viết thêm hàm tìm mắc hai số thực là kiểu float và kiểu double, thì như vậy ta sẽ có nhiều hàm với tên gọi khác nhau,
Việc sử dụng nhiều tên như vậy sẽ bất lợi cho người lập trình khi gọi hàm và nạp chồng hàm sẽ ra đời để giải quyết các vấn đề là nó lặp đi lặp lại nè. Nó chỉ khác kiểu dữ liệu hả? Ở đây nó chỉ khác kiểu dữ liệu thôi. Vậy thì ở đây nạp chồng hàm nó ra đời, tức là nạp chồng hàm nó không có trong C, tức là không có trong lập trình ngôn ngữ C, mà chỉ có trong C cộng cộng. Nó cho phép chúng ta sử dụng một tên gọi cho các hàm giống nhau. Một tên gọi cho các hàm giống nhau là giống như mấy cái hàm này nè, là nhiệm vụ nó tìm hai số lớn nhất của hai số AB. Chỉ có cái là khác kiểu dữ liệu thôi, và nhưng khác nhau về kiểu dữ liệu, hàm số hoặc số lượng hàm số không thể nạp chồng hàm nếu chỉ khác kiểu trả về. Nếu chỉ khác kiểu trả về, ở đây em có ví dụ là viết chương trình tìm hai số lớn nhất, cũng là cái vấn đề là tìm hai số lớn nhất từ hai số AB, thì lúc này á là Visual nó có hỗ trợ nạp chồng hàm rồi, thì ở đây nè là em chỉ thiết kế một tên duy nhất thôi. Em đặt tên là mắt. Tương tự em sẽ copy cái này lại, là em đặt tên là mắt luôn. Đây, giả sử như em nha, khai báo cái này là số thực, thì mặc dù ba hàm này là cùng tên nè anh, nhưng mà khi mà em đặt số thực, em đặt cái kiểu dữ liệu của biến mắt này là kiểu số thực, là kiểu double, và em gán cái hàm này qua cho y mắt này, thì lúc này nó tự chạy vô cái hàm này, nó tự nhận biết à, là do lập trình, do cái IDE Visual Studio 2019 với lại lập trình trung học nó đã hỗ trợ sẵn cho mình rồi. Đây em chạy là nó sẽ tương ứng với hàm. Thì ví dụ như bây giờ em xài kiểu in, rồi em chạy lên thì nó ra số 8. Đây nè. Đó. Cái này người ta gọi là nạp trong hàm. À, nạp trong hàm á, thì nó lại bị bất tiện một cái nữa là nó trùng tên với nhau, nhưng nó chỉ khác là mỗi kiểu dữ liệu thôi. Có nghĩa là nó chỉ khác kiểu dữ liệu là kiểu in, kiểu plot, kiểu double. Ngoài ra là nó giống nhau nhiệm vụ và cái hàm ý nghĩa nó giống y chang nhau hết, chỉ khác kiểu dữ liệu thôi. Thì lúc này lại sinh ra thêm một cái nữa là khắc phục của nạp chồng hàm nữa, là chỉ đặt một cái hàm mắt thôi, gọi là khuôn mẫu hàm.